Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2171, nhóc con, mày muốn chết hả? Âm thanh thảo luận của mọi người xung quanh không ngừng vang lên, sắc mặt của hai ông cháu Lâm Hoành Thiên và Lâm Tiểu Phàm ngày càng khó coi, ánh mắt nhìn về phía Đường Tuấn tràn ngập oán hận. Lúc này, Đường Tuấn nhanh chóng châm cứu xong, cuối cùng anh đâm một châm vào ấn đường của cậu bé, khẽ quát một tiếng, mở. Bên trong đôi mắt của cậu bé, nhanh chóng hình thành hai ngọn lửa, sau đó thu lại ánh mắt của cậu khôi phục như bình thường. Mẹ, con có thể nhìn thấy mẹ rồi. Cậu bé sợ hãi hơi run rẩy, sau đó đột nhiên ôm chầm lấy mẹ hòa khóc. Sau khi hai mẹ con họ khóc một trận, lại cảm ơn dối rít với Đường Tuấn. Audio điện tử võ tấn bền. Đường Tuấn đặt một ngón tay lên ấn đường của cậu bé. Cậu bé cảm thấy trong đầu mình có rất nhiều thứ, là một bộ công pháp tu luyện. Thể chất của nhóc có thể coi là một loại hỏa linh thể, quyển sách cổ này là phương pháp tu luyện của hỏa linh thể, tu luyện cho tốt, trong tương lai có thể đạt được thành tựu. Khi trong lòng cậu bé đang khiếp sợ, thì giọng nói của đường Tuấn vang lên trong đầu của cậu. Thì ra đây là bí mật của linh thể, có lẽ trong lúc tôi thông qua việc châm cứu đã thúc đẩy tài năng, kích thích huyệt vị mấu chốt, khai thác khả năng tiềm ẩn của cơ thể, biến cơ thể phàm tục thành linh thể. Ánh mắt của đường Tuấn lóe lên, trong lòng hiện lên suy nghĩ táo bạo, thể chất của cậu bé không thật sự là linh thể, có thể coi là linh thể dị trùng, chỉ có ánh mắt là điểm mấu chốt. Lần trị liệu này, anh đã thu hoạch được rất lớn, hiểu rõ hơn về thể chất đặc thù. Vì vậy, anh mới có suy nghĩ sửa cơ thể phàm tục thành linh thể. Nếu để cho người khác biết được suy nghĩ này của anh, thì chắc chắn sẽ coi anh là thằng điên. Loại thể chất linh thể đặc thù này, có thể nói là do trời quyết định, không thể thay đổi. Nhưng Đường Tuấn lại muốn biến cơ thể phàm tục thành linh thể, như vậy là làm trái với ý trời nếu thành công thì đến lúc đó số lượng linh thể sẽ nhiều như mưa phải biết rằng cho dù ở thế giới trung ương ngân hà cũng không có nhiều linh thể mặc dù có suy nghĩ này nhưng đường tuấn vẫn chưa hoàn thiện anh cần phải nghiên cứu nhiều thêm về thể chất đặc thù sốt của cậu là ai tôi nhớ trong hiệp hội y học cổ truyền không có người này lâm hoành thiên quát nhẹ một tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của đường tuấn Đường Tuấn nhìn ông ta một cái nói, tôi cũng nhớ rõ trong hiệp hội y học cổ truyền không có loại người như vậy. chương 2172 anh nghĩ sao về anh ta? Ông ta chắp hai tay ra sau lưng, đi tới trước mặt của Lý Ngọc Mai nói, trợ lý Lý, cô tới đúng lúc lắm. Chuyện vừa nãy, ông ta đang giải thích, thì Lý Ngọc Mai xua tay ngăn lại nói, tôi biết hết rồi. Cô cũng không để ý đến Lâm Hoành Thiên, mà nhìn chằm chằm vào đường Tuấn nói, Lâm Hoành Thiên, ông đã bị đuổi việc. Lâm Hoành Thiên cười nói, có nghe thấy không? Em mờ thanh của ông ta đột nhiên dừng lại, Lương Lý Ngọc Mai nói, Lý Ngọc Mai, cô nói cái gì? Cô không có tư cách đuổi việc tôi. Lý Ngọc Mai chỉ vào Đường Tuấn nói, đúng là tôi không có tư cách đuổi việc ông, nhưng anh ta thì có. Nói xong, mấy bác sĩ đồng y đằng sau cô đều khom lưng xuống, cung kính nói, hội trưởng Đường. Lý Ngọc Mai cũng nhẹ giọng nói, cuối cùng anh cũng quay lại cả Lâm Hoành Thiên và Lâm Tiểu Phàm đều giật mình sợ hãi. Bác sĩ Phùng cũng run sợ. Hai mẹ con kia và những người bệnh xung quanh đều giật mình. Anh ta chính là vị hội trưởng thần bí của Hiệp hội Y học Cổ truyền. Chẳng trách anh ta có y thuật cỡ này. Bác sĩ Phùng cười khổ. Anh ta mới vào Hiệp hội Y học Cổ truyền được 2 năm, đã sớm nghe nói y thuật hội trưởng rất cao minh, hôm nay được thấy quả là danh bất hư truyền. Sắc mặt của Lâm Hoành Thiên cực kỳ khó coi, căng trướng đỏ bừng, không biết là tức giận hay phẫn nộ. Vừa nãy ông ta còn bảo người nọ không có tư cách đuổi việc ông ta, nhưng bây giờ người đó lại là hội trưởng, còn ông ta chỉ là một phó hội trưởng, ai đuổi việc ai cũng quá rõ ràng rồi. Lâm Hoành Thiên biết bản thân hôm nay sẽ thất bại, oán hận nói các người đừng hối hận. Lâm Tiểu Phàm không cam tâm nói, ông nội, vậy chúng ta. Bốp, Lâm Hoành Thiên vỗ một cái lên đầu cậu ta nói, mày còn chê chưa đủ mất mặt hả? đợi đến khi cháu trai lâm hoành thiên rời đi trong phòng hội trần đột nhiên vang lên một trận vỗ tay rất nhiều đông y đều bị lâm hoành thiên ức hiếp trong lòng vô cùng nghẹn khuất giờ khác này đều rơi lệ không ngừng chỉ cần đường tuấn trở về hiệp hội y học cổ truyền vẫn còn cứu được hiệp hội y học cổ truyền trong văn phòng của lý ngọc mai lý ngọc mai cởi áo khoác ra tiện tay ném lên sofa cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong phát họa nửa người trên xinh đẹp của cô ra Cô lười biếng rũi thắt lưng, một đường cong gần như hoàn mỹ xuất hiện trước mắt đường Tuấn. Lý Ngọc Mai dường như không biết động tác liên tiếp này của mình đối với đàn ông có bao nhiêu công kích thị giác mãnh liệt, không chút nào bận tâm đến đường Tuấn. Cô ngồi một cách tùy tiện trên ghế sofa, nói thực sự đã đến lúc anh trở lại rồi. chương 2173, tại sao anh cũng ở đây? Nửa chiêu, còn có chút phóng đại, anh hiện giờ là hóa thần, mà nhà họ Phương, Phương Nguyên Thái kia cao nhất không qua cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. Hóa thần giết Nguyên Anh, một ánh mắt là đủ rồi. Lý Ngọc Mai nghe vậy, cười nói, có những lời này của anh là đủ rồi. Đường Tuấn nghi hoặc nói, cô tin tôi không? Nếu như Ninh Đình Chung bọn họ nghe được những lời này, tuy rằng sẽ không nói cái gì, nhưng khẳng định sẽ có chút bất mãn. Nhưng ánh mắt biểu tình của Lý Ngọc Mai không có một chút giả dối, là phát ra từ tận đáy lòng tin tưởng anh. Lý Ngọc Mai lườm Đường Tuấn một cái, Sức quyến rũ mê người, nói tôi không tin anh, còn muốn tin ai nữa. Đường Tuấn vừa định nói chuyện, môi Lý Ngọc Mai đã in lên môi anh. Không cần phải nói, tất cả mọi thứ đều im lặng. Hà Nội, câu lạc bộ Minh Nguyệt. Tối nay tiệc rượu của Thiên Thanh và nhà họ Phương được tổ chức ở chỗ này, sắc trời vừa tối, câu lạc bộ Minh Nguyệt đã bị các loại ánh đèn bao phủ, bãi đỗ xe xe sang nhiều như mưa, ra vào đều là một vài phú hào, cậu ấm nguyên bản lý ngọc mai muốn đi cùng đường tuấn nhưng cùng đường tuấn lăn qua lăn lại nhiều lần cô quá mệt mỏi cần nghỉ ngơi chỉ có thể để đường tuấn một mình đến sau khi đường tuấn đưa thiệp mời ra rất thuận lợi tiến vào câu lạc bộ minh nguyệt anh đến tương đối sớm tiệc rượu còn chưa chính thức bắt đầu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống tại sao anh cũng ở đây đường tuấn vừa ngồi xuống không bao lâu một thanh âm kinh hô vang lên bên cạnh đường tuấn Chu Nhã Nhi mặc một thân lễ phục giả hội màu đen, tựa như thiên nga đen tao nhã kinh động lòng người, nhàn nhã đi về phía Đường Tuấn. Vẻ mặt cô có chút kinh ngạc, kinh ngạc vì Đường Tuấn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cô đến gần, nhìn thấy tấm thiệp mời đặt trên bàn trước mặt Đường Tuấn, đôi mày liễu khẽ nhíu lại, nói, không thể tưởng tượng được anh là người của Hiệp hội Y học cổ truyền. Hiệp hội Y học cổ truyền và tập đoàn Thiên Thanh có quan hệ sâu sắc, là cùng một người sáng lập người sáng lập kia nghe nói là một người trẻ tuổi, không chỉ là đệ nhất thần y hoa hạ, còn là đệ nhất cao thủ hoa hạ. Mà khi đó, nhà họ Chu của cô còn ở trong một tòa huyện thành nhỏ ở phương Bắc. chương 2174, luận đạo đã bắt đầu chưa? Chu Nhã Nhi thanh âm hơi lạnh lùng, nói anh có phải muốn nói anh mới là đệ nhất thần y hay không? Đường Tuấn uống một ngụm rượu, nói có thể nói như vậy. Chu Nhã Nhi khuôn mặt hơi lạnh, trong lòng vừa tức vừa giận, tôi thật sự điên rồi. Mình ngồi ở bên kia không tốt sao, vì sao lại tới nói chuyện phiếm với loại người này? Đường Tuấn nhìn Chu Nhã Nhi một cái, nói cho cô một lời khuyên, nếu như không muốn chết thì không nên gả cho Phương Nguyên Thái. Chu Nhã Nhi cười lạnh, nói, không gả cho Phương Nguyên Thái, chẳng lẽ gả cho ngươi sao? Đường Tuấn rất quyết đoán cự tuyệt, cô không được. Chu Nhã Nhi trực tiếp không coi thường lời nói của Đường Tuấn. Cô đảo mắt nói nếu anh rất tự tin tôi sẽ đưa anh đến một nơi khác để chơi đường tuấn vốn không có nhiều hứng thú nhưng câu nói tiếp theo của chu nhã nhi khiến anh có hứng thú tôi sẽ cho anh thấy mặt thật của thế giới người tu hành sao chu nhã nhi mỉm cười nói xem ra anh biết không ít cô quyết định đả kích đường tuấn một chút chu nhã nhi dẫn đường tuấn đi tới tầng trên cùng của câu lạc bộ minh nguyệt nơi này rất trống trải không có đặt bàn ghế gì không giống phòng khách càng giống như một võ trường khổng lồ. Chị Nhã Nhi, chị Nhã Nhi, Chu Nhã Nhi vừa tiến vào nơi này, rất nhiều người đều nhao nhao chào hỏi cô. Trên người những người này đều tản ra khí thức mạnh hoặc yếu, không phải người tu pháp thì chính là người tu hành võ đạo, có người chân đạp hư không, có người cả người bị bao trùm trong ngọn lửa. Chu Nhã Nhi lần lượt đáp lời, vừa tiến vào nơi này, đầu cô ngẩng lên, cao ngạo như thiên nga. Cô nhìn về phía Đường Tuấn, hỏi thế nào? chấn động đi đường tuấn rất bình tĩnh nói bình thường thôi những người này cảnh giới nguyên anh cũng không có cảnh giới nguyên đan chỉ có một hai người còn không bằng binh lính phá quân doanh quét đất thật không có gì đáng để anh nhìn nhiều hơn chu nhã nhi cười lạnh vừa định nói chuyện có người lại nói chuyện trước một bước khẩu khí thật lớn một đám người đi về phía đường tuấn và chu nhã nhi phía trước chính là phương nguyên minh vừa rồi người vừa nói chuyện cũng là anh Phương Nguyên Minh nhìn thoáng qua Đường Tuấn, nhíu mày nói, sao lại là anh? Chu Nhã Nhi nói, luận đạo đã bắt đầu chưa? Chương 2175, chẳng ra hình dáng gì. Phương Nguyên Minh khoát tay áo, nói, không cần quản anh ta, các người luận đạo đi. Phương Nguyên Minh vừa dứt lời, một người thanh niên đã cười nói, tôi tới trước. Ngón tay của anh ta chỉ vào hư không, hiện lên một ngọn lửa, đầu tiên là hóa thành một đóa hoa sen lửa sau đó hóa thành một con phượng hoàng lửa, đang lượn quanh đỉnh đầu của mọi người, tiếng phượng hoàng vang lên không ngừng ở bên tai. Cuối cùng, phượng hoàng lửa rít lên một tiếng, hòa làm một thể với người thanh niên. Thuật khống chế lửa của Ly Hiên càng trở nên tinh vi. Trong thế hệ trẻ, e là Ly Hiên có thể xếp vào top 20. Mấy người dối rít khen ngợi, ngay cả Chu Nhã Nhi cũng khen một câu. Tiếp theo, lại có mấy người biểu diễn thuật pháp hoặc võ đạo, có người ngưng tụ nước thành áo giáp mặc lên người đạn cũng không thể bắn xuyên qua có người dùng nắm tay phá em mở trường không gian ở đây vang lên tiếng phá bầu trời trói tai sau khi mỗi người biểu diễn xong những người khác cũng sẽ phê bình tham khảo lẫn nhau cuối cùng chỉ còn lại ba người phương nguyên minh chu nhã nhi và đường tuấn không biểu diễn nguyên minh tu vi của anh là cao nhất trong mấy người chúng ta lại là em ruột của chí tôn nhà họ phương lần này phải thể hiện tài năng cho chúng tôi ở trong tiếng hô phương nguyên minh cười nhạt nói các người xem kỹ đây bỗng nhiên anh ta đứng dậy chân đạp lên hư không nguyên khí biển cả ở sau lưng anh ta như ẩn như hiện anh ta khẽ quát một tiếng một bóng người cao lớn gấp mấy lần anh ta xuất hiện ở sau lưng bóng người cứng rắn gương mặt giống hệt như phương nguyên minh nhưng lại mang đến cho người khác một khí tức thần thánh người khổng lồ mở miệng các người cảm thấy một tay này của tôi như thế nào lại là giọng của phương nguyên minh Mọi người ngơ ngác, sau đó dối rít lắc đầu, nói, không hổ là em ruột của trí tôn nhà họ Phương, cấp bậc của tôi không bị kịp. Cho dù ném đi thân phận em trai của trí tôn nhà họ Phương, thì thiên phú của Nguyên Minh Anh cũng vô cùng tuyệt, giả dĩ thời nhật sao, nói không chừng nhà họ Phương sẽ có nhiều thêm một vị cao thủ trí tôn. Audio điện tử võ tấn bền chương 2176, vậy phải là cảnh giới gì mới đủ? Sau sự yên tĩnh, chính là một loạt tiếng cười trào phúng ngay cả ngồi xếp bằng trên không cũng không biết mà cũng dám nói khoác không biết ngưỡng như vậy anh biết thuật pháp đó tên gì không biết cái gì gọi là võ đạo không không hiểu thì đừng nói bậy bạ tránh mất mặt chu nhã nhi hung ác trợn mắt nhìn đường tuấn bất mãn nói ai bảo anh nói lung tung còn không mau cho xin lỗi nguyên minh đường tuấn nhún vai nói là anh ta hỏi tôi chu nhã nhi nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói người ta đó là hỏi anh sao trong lòng anh không có cân nhắc sao một người bình thường như anh có tư cách gì để phê bình mau xin lỗi nguyên minh sân bay mâu thuẫn cô ta còn có thể hóa giải nhưng liên quan đến luận đạo cũng không phải là vấn đề thể diện đơn giản luận đạo giết người đều là chuyện bình thường đường tuấn lắc đầu nói nói xin lỗi anh ta còn chưa đủ tư cách phương nguyên minh bỗng nhiên mỉm cười anh ta mở miệng người khổng lồ kia cũng mở miệng theo giống như có hai người như anh ta vậy nếu anh nói thuật pháp này của tôi chưa ra hình dáng gì vậy chắc hẳn anh cũng tinh thông thuật pháp biểu diễn một chiêu cho chúng tôi xem đi giọng của phương nguyên minh ngừng một lát nói dĩ nhiên nếu như thuật pháp của anh cũng chưa ra hình dáng gì vậy hôm nay có lẽ anh sẽ không rời đi được trong lòng của chu nhã nhi khẽ động thật sự muốn phân rõ sống chết sao nhưng suy cho cùng đường tuấn là do cô ta dẫn tới trong lòng của cô ta hơi không nỡ nói nguyên minh nếu không bảo anh ấy nói xin lỗi là được rồi phương nguyên minh hừ lạnh mỉa mai nói chị nhã nhi nói không chừng anh ta là một vị đại sư thuật pháp đấy sao có thể để anh ta hạ sự cao quý của mình mà xin lỗi em chứ anh ta nhìn chằm chằm vào đường tuấn nguyên khí người khổng lồ đó cũng nhìn chằm chằm vào đường tuấn đôi mắt cũng lộ ra ý định giết người đường tuấn giống như không nhìn thấy nhàn nhạt nói nếu như vậy các người nhìn xem anh lấy một ly nước để dưới đất nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ lên vành ly nói xong rồi mọi người yên lặng một lúc sau đó đồng thời cười lớn người này đang làm gì vậy anh ta là kẻ ngốc sao cái này cũng gọi là thuật pháp sao vậy trên đường chính kia chẳng phải cũng đều là thuật pháp cao nhân sao sợ là anh ta hiểu sai thuật pháp chị nhã nhi Chị tìm được thằng cha này từ đâu tới vậy, quá buồn cười rồi, sắp cười chết em rồi. Phương Nguyên Minh không ngừng cười lạnh, nói, đây chính là thuật pháp của anh. Sao cái gì tôi cũng không thấy được. Chương 2177, thuật pháp này thật sự là do cậu thi triển. Chu Nhã Nhi nhìn thấy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên đi tới, dường như anh ta đi rất chậm, nhưng trong thời gian một cái chớp mắt, Người đàn ông trung niên đã vượt qua 20 30 mét đi tới trước mặt bọn họ. Mấy người nhìn thấy người đàn ông trung niên thì không có cách nào nữa ngồi vững ở trên hư không, rồn dập rơi xuống đứng trên mặt đất, "Chào người đàn ông trung niên, chú ba phương." Phương Đạo Tuyền, cảnh giới Nguyên Anh, cao thủ thứ hai của nhà họ Phương, chỉ đứng sau Phương Nguyên Thái. Phương Đạo Tuyền nhìn mấy người, cười ha ha nói, "Các người đang luận đạo à?" Phương Nguyên Minh cung kính nói, "Trước mặt chú ba nào dám nói hai chữ luận đạo. Anh ta rất biết thực lực của chú ba mình, mặc dù không được liệt vào tiên bảng, nhưng tuyệt đối là người có năng lực. Phương Đạo Tuyền vừa chuẩn bị nói chuyện, trái tim của anh ta khẽ nhảy lên, ánh mắt không kìm lòng nổi nhìn về cái ly nước trên đất kia. Anh ta liếc mắt nhìn, cảm thấy không có gì, nhưng khi anh ta tập trung suy nghĩ nhìn lại lần nữa, giống như nhìn thấy thứ gì vô cùng đáng sợ, cơ thể cũng run lên. Chú ba, người này nói thuật pháp của anh ta giấu ở trong ly nước này chỉ có cảnh giới nguyên anh mới có thể nhìn thấu chú giúp cháu nhìn thử đi phương nguyên minh nói tinh thần của phương đạo tuyền chấn động đi tới trước mặt đường tuấn cung kính hỏi thuật pháp này thật sự là do cậu thi triển đường tuấn gật đầu trong lòng phương đạo tuyền chấn động quát lên nguyên minh còn không qua đây xin lỗi vị tiên sinh này phương nguyên minh không hiểu rõ nói chú ba chú nói cái gì anh ta vốn là tên lừa gạt, nào có thuật pháp gì?" Phương đạo Tuyền nói, "Đó là do cháu có mắt không tròng." Anh ta hơi khom người với Đường Tuấn, nói tiểu bối ngạo mạn, tôi sẽ dạy dỗ giúp tiên sinh." Đường Tuấn gật đầu. "Chương 2178 gia tộc Chí Tôn rất giỏi sao? Đây là thủ đoạn gì vậy? Làm thế nào một cái cốc có thể ẩn chứa một con rồng lớn như vậy? Rõ ràng chỉ có một cốc nước, làm sao có thể có loại sức mạnh to lớn như này?" Rồng khổng lồ gào thét, tiếng của rồng vang vọng khắp sân, người khổng lồ phía sau Phương Nguyên Minh ầm ầm nghiền nát. Rồng khổng lồ giống như đã hoàn thành nhiệm vụ, một lần nữa chui vào cốc nước, hóa thành một cốc nước sạch, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đây có thực sự là thuật pháp không? Chu Nhã Nhi, mấy người Phương Nguyên Minh giật mình, trong lòng đối với thuật pháp mình nhận thức lần đầu tiên sinh ra hoài nghi. Còn người khác thì sao? Chu Nhã Nhi bỗng nhiên nói. Đường Tuấn không biết từ lúc nào đã biến mất. Phương Đạo Tuyền thở dài, nói, người này tu vi thuật pháp quá cao thâm, là cao nhân chân chính, các người không nên trêu chọc. Trong lòng anh ta khẽ động, hỏi, anh ta thi triển thuật pháp này mất bao lâu? Nếu như 10 hô hấp, anh ta có thực lực sắp xỉ hạng 50 bảng tiên. Nếu như 5 hô hấp, có thể xếp vào hạng 30 tiên bảng. Nếu như 3 hô hấp, đó chính là trong nhóm 20 người hàng đầu của bảng tiên phương đạo tuyền vừa nói xong thì phát hiện mấy người phương nguyên minh dùng một loại ánh mắt kinh hách nhìn anh ta giống như nhìn thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi có chuyện gì vậy chẳng lẽ anh ta dùng thời gian dài hơn vậy thì không có gì phải lo lắng phương đạo tuyền nói phương nguyên minh trầm mặc anh lấy một cái cốc đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cốc thủy tinh phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe phương nguyên minh nói cứ như vậy đi phương đạo tuyền khó hiểu phương nguyên minh giải thích nói vừa rồi anh ta chỉ nhẹ nhàng chạm vào cái cốc nếu như tính thời gian mà nói chỉ sợ ngay cả một hô hấp cũng không tới Phương Đạo Tuyền chấn động cả người run rẩy chú ba có chuyện gì với chú vậy Phương Nguyên Minh hỏi Phương Đạo Tuyền quát chuyện này không nên truyền ra ngoài ta phải lập tức đi tìm Nguyên Thái Thương lượng nếu như các người gặp lại người nọ anh ta nói cái gì chính là cái đó không được ngỗ nghịch Phương Nguyên Minh khó hiểu tại sao nhà họ Phương chúng ta là gia tộc trí tôn, có cần phải sợ anh ta không? Phương Đạo Tuyền cười lạnh, nói, gia tộc trí tôn rất giỏi sao? chương 2179, đương nhiên có thể. Phương Nguyên Minh nghe vậy, cũng có một chút mềm lòng, nói, đương nhiên có thể. Chu Nhã Nhi còn có mấy cô gái khác không có hứng thú gì, không có đi theo. Một hội trường nghị sự trong câu lạc bộ Minh Nguyệt. Tổng Giám Đốc Dương, cô xem hợp đồng một chút, nếu như không có vấn đề gì, vậy thì ký đi. Một nam tử trẻ tuổi đặt hai chân lên bàn, hút thuốc, kiêu ngạo cố chấp nhìn chằm chằm Dương Lộc đối diện. Mặc dù là tiệc rượu, nhưng Dương Lộc không mặc lễ phục giả hội, vẫn mặc một bộ trang phục chuyên nghiệp, trang điểm tinh xảo, dáng người đáng tự hào, lại không ăn nói thận trọng, một người đẹp lạnh lùng hợp lý. Cô nhìn lại hợp đồng, đôi lông mày lập tức nhíu lại, vỗ bàn nói, Phương Vũ, anh có ý gì hả? Lúc trước đàm phán xong là 20 tỷ, hiện tại sao chỉ có 2 tỷ. Dương Lộc đau lòng, tập đoàn thiên thanh quật khởi quá nhanh, sau khi đường Tuấn rời đi, nhà họ Phương, nhà họ Chu quật khởi, đều muốn chia cắt tập đoàn thiên thanh. Cho dù thủ đoạn của cô có lợi hại, lại có tập đoàn Yên Hòa tương trợ, tập đoàn thiên thanh vẫn như cũ bước đi khó khăn. Đặc biệt là sau khi Ninh Đình Trung bị hại, cô nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Cho nên cô chỉ có thể tận dụng khả năng tranh thủ lợi ích lớn nhất, giữ lại vốn liếng cho đường Tuấn. Cô không nghĩ tới nhà họ Phương lại tàn nhẫn như vậy, lập tức giảm 200 tỷ xuống còn 2 tỷ, chỉ còn lại 1 phần 10. Như vậy cho dù cô có bán cổ phần tập đoàn Thiên Thanh, cũng sẽ nợ nần một đống. Phương Vũ cười châm biếm nói, trước kia tập đoàn Thiên Thanh đương nhiên trị giá 20 tỷ, nhưng tập đoàn Thiên Thanh bây giờ chính là công ty rác rưởi, ngoại trừ Phương Vũ tôi, ai sẽ nguyện ý thu mua. Nếu cô lại do dự, lát nữa ngay cả 2 tỷ cũng không có. Phía sau Dương Lộc một người khỏe mạnh đầu đầy tóc bạc quát, các người quá đáng, nếu chủ nhân tôi ở chỗ này, nhà họ Phương các người dám như vậy sao? Khi nói chuyện, một luồng khí tức từ trên người ông ta phóng thích. Người này chính là Ngân Thiên, thời gian vài năm, ông ta dĩ nhiên tu luyện tới cảnh giới Nguyên Đan. Chương 2180 đợi lát nữa còn muốn đi gặp thiếu gia Nguyên Minh. Tôn sư hổ giống như vô cùng đắc ý, ngạo nghễ nói, đúng vậy, là tôi. Lão từ cảnh giới Nguyên Đan hậu kỳ đối phó với cảnh giới thần hải còn không đơn giản sao. Ai bảo người đàn ông của cô không có mắt, bất quá tính toán thời gian, cô hẳn là đã chết. Ha ha ha, nắm đấm của Dương Lộc đột nhiên nắm chặt. Trên mặt Ngân Thiên tràn đầy lửa giận, kiệt lực chống đỡ, máu tươi từ trong miệng ông ta chảy ra. Phương Vũ cười lạnh nói, ký nhanh lên, ông đây không có thời gian lãng phí cùng các người. Đợi lát nữa còn muốn đi gặp thiếu gia Nguyên Minh. Anh ta tuy rằng cũng là người nhà họ Phương, nhưng không có thiên phú tu hành không tính là dòng chính thân phận cùng địa vị so với phương nguyên minh tranh lệch rất nhiều bụp ngay sau đó cánh cửa của hội trường nghị sự đã bị phá vỡ trong khói bụi có người đi vào ai tôn sư hổ quát lớn một tiếng thân hình khẽ động chui vào trong đám khói bụi bụp chỉ thấy người nọ vung tay tôn sư hổ liền bị đánh bay ngược trở về ngược tôn sư hổ bị lõm đi vào máu tươi phun ra ánh mắt ông ta kinh hãi nhìn về phía người tới thất thanh nói cảnh giới nguyên anh phương vũ vừa nghe hai chân đong đưa khói bụi tản đi hiện ra bộ dáng người nọ ngân thiên chủ nhân dương lộc đường tuấn đường tuấn khe gật đầu với hai người nhìn về phía tôn sư hổ âm trầm nói cảnh giới nguyên đan đối phó cảnh giới thần hải đích xác rất đơn giản bất quá tôi muốn đánh chết ông cũng rất đơn giản audio điện tử võ tấn bền